Thua trận đầu, Ten Hag nói thẳng tân binh mà MU theo đuổi. Bỏ qua câu chuyện về Cristiano Ronaldo, Man United phần nào cải thiện lối chơi kể từ khi Erik Ten Hag đến Old Trafford vào mùa hè. Bất chấp khởi đầu tệ hại ở mùa giải Premier League, Quỷ đỏ hiện đứng ở vị trí thứ 5, chỉ cách Tottenham Hotspur 3 điểm ở suất dự Champions League. Cựu huấn luyện viên của Ajax đã mang về 6 cầu thủ để trẻ hóa đội hình Man United và có khả năng sẽ ký thêm tân binh vào tháng 1 để thực hiện hóa mục tiêu của câu lạc bộ là lọt vào top 4. Hiện tại, Man United đang có mặt ở Tây Ban Nha để tham dự chuyến du đấu ngắn ngày. Tuy nhiên, trận đấu đầu tiên đã diễn ra không suôn sẻ. Theo đó, họ nhận thất bại 2-4 trước Cardiff. Trận thua giúp huấn luyện viên Erik Ten Hag nhận ra nhiều bài học. Chắc chắn Man United cần bổ sung thêm nhân sự và nhà cầm quân người Hà Lan sớm chỉ ra kiểu cầu thủ phù hợp với đội bóng. Ông khẳng định, chúng tôi xem xét các mục tiêu chuyển nhượng và với các cầu thủ bóng đá thì rõ ràng ưu tiên đầu tiên phải là khả năng và phẩm chất của họ tới đâu. Tính cách cũng là một yếu tố quan trọng, bạn không thể đánh giá thấp điều đó. Bạn cần những cầu thủ phù hợp trong phòng thay đồ của mình, không chỉ để bạn muốn thắng một trận đấu mà còn để giành được những danh hiệu.